xúc tới KP rồi, mình phải cố gắng học bài thôi. 9 x 1 bằng 9 nè, 9 x 2 bằng 18 nè, 9 x 3 bằng 27 nè, 9 x 4 trời là trời, sao mình học không có vô gì hết vậy ta? Không biết giờ này cô ấy đang làm gì thế nhỉ? Cô ấy nói chuyện dễ thương nè, cô ấy cũng xinh đẹp nữa nè. Mình mong sớm gặp lại cô ấy, quá trời mới tốt đi à. Ôi là trời, cái bụng mình nó kêu ơ ơ rồi. Chắc mình phải chạy ra ngoài kiếm chị ăn mới được. Con đi đâu mà dở dàng thế? Mày dở gì xong chưa? Con nó bụng, con phải chạy ra ngoài đi ăn đây. Chạy đi nhanh rồi về học bài. Chạy xe cẩn thận, nhớ đợi nó nguy hiểm vô. Dạ con biết rồi, con chào ba con đi. Ấp cũng nhớ có thằng Nguyễn vô, mày cho xe cứ gì vậy?